Thưa quý vị, những năm qua, hình thức thuê ô tô tự lái đã không còn quá xa lạ đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là trong dịp lễ Tết. Để chủ động cho việc đi lại, nhiều người dân lựa chọn thuê ô tô để về quê dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, việc thuê ô tô tự lái trở nên khó khăn hơn. Hầu hết các đơn vị cho thuê xe đều hết phương tiện hoặc không có nhiều lựa chọn về các mẫu xe. Trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi sẽ kết nối với ông Chu Phát Đạt, giám đốc công ty cho thuê xe tự lái và có tài iBookCar để cùng lắng nghe những chia sẻ của ông về kinh nghiệm khi thuê ô tô tự lái. Thưa ông, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê ô tô, ông có nhận định gì về thị trường cho thuê xe tự lái năm nay ạ? Năm nay so với 2021 mà thì làm trong lĩnh vực thuê xe tự lái thì cũng nhiều năm rồi, anh thấy là cái nhu cầu thuê xe tự lái Tết thì cũng người dân thì cũng là rất là cao. Cái lượng thuê hầu như là nó nhiều hơn cái lượng xe cho thuê ra ngoài nên năm nào thì xe nó cũng full hết. Khác biệt giữa năm ngoái so với năm nay thì anh nghĩ là chắc khác ở cái thời điểm mà hết xe thôi. Năm ngoái thì do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người ta còn chần chờ sát ngày người ta mới có quyết định thuê xe về quê hay không. Còn năm nay thì không có lý do gì để người ta chần chờ hết nên người ta đã đặt xe từ sớm. Hiện tại thì bên anh đã nhận cọc cũng tương đối nhiều, mặc dù là cách Tết khá là xa. Người dân thuê xe thời điểm nào là hợp lý và tình hình giá thuê xe năm nay sẽ như thế nào ạ? Theo tôi thì để chọn được thời điểm thuê xe Tết tốt nhất, cách Tết khoảng từ nửa tháng tới một tháng là thời điểm đó đẹp. Thì thời gian đó thì trên thị trường cái lượng xe nó còn rất là nhiều để mình lựa chọn. Đặc biệt thì cái thời điểm thuê xe cái thời điểm này thì giá thuê xe nó cũng thấp, còn mình chờ tới cận Tết thì giá xe nó sẽ đẩy lên cao do xe nó khan hiếm hơn. Theo tôi nghĩ thì giá năm nay có thể dao động hơn năm ngoái vì cái chi phí vận hành với cái lãi suất ngân hàng nay cũng rất là lên rất là cao rồi. Tính giá lễ là nó tăng gấp rưỡi, tức là xe 1 triệu thì thành 1 triệu rưỡi một ngày. Thủ tục thuê xe cần những điều kiện gì thưa ông? Tục thì hiện tại thì cũng rất là đơn giản cho khách hàng rồi, hồi xưa thì khó do hộ khẩu này kia, nhưng bây giờ quy định mới là đã bỏ hộ khẩu nên bên cơ sở chúng tôi là chỉ nhận một cái giấy tờ tùy thân với lại một tài sản thế chấp là một xe máy trị giá cao, hoặc nếu không có xe máy thì để lại 20 triệu hoặc 30 triệu tiền cọc. Thuê xe là đưa qua là phải đương nhiên phải có hợp đồng rõ ràng giữa hai bên, mình nhận cái gì của khách hàng thì phải ghi đầy đủ trong hợp đồng đó. Ông có lời khuyên gì dành cho khách hàng khi thuê ô tô tự lái dịp Tết Nguyên đán năm 2023? Để không mất tiền cọc, mình phải tìm được chỗ uy tín, tức là cơ sở rõ ràng, địa chỉ phải có cụ thể và thông tin liên lạc phải chất lượng. Phải chủ động tìm kiếm đến những cái cơ sở nào mà nó cho thuê xe để mình biết họ là ai, họ địa chỉ ở đâu và còn có hoạt động hay không. Khi đến thuê xe, ngoài là tìm những cái chỗ thuê uy tín thì chúng ta cần tìm hiểu rõ nội dung trong cái hợp đồng để ràng buộc các điều khoản chúng ta khi trả xe. Thứ nhất là cái vấn đề va quẹt, thứ hai là phạt nguội, thứ ba là cái chi phí phát sinh do lố giờ hay là phí cầu đường chúng ta cần phải trả. Thì khi kiểm tra xe thì chúng ta cần kiểm kỹ nội thất bên trong lẫn như bên ngoài, những cái vết nào trầy xước thì chúng ta cần phải lấy điện thoại chụp lại để khỏi bị tránh bắt đền khi mà chúng ta trả xe sau một thời gian chúng ta thuê đi. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị thân mến, để tránh xảy ra các rủi ro khi thuê xe cũng như khó thuê được xe như hiện nay, quý vị hãy chọn thời điểm thuê xe ô tô phù hợp và tìm hiểu kỹ đơn vị cho thuê xe. Chúc quý vị có một chuyến đi về quê dịp Tết Nguyên đán an toàn và hạnh phúc.